giấc trần ai. Mong nhờ đốt quệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm trong quỷ tàn. Dội gót theo thầy nương Phật cảnh vui vầy, xem hồi hồi long qua nóng ở trên đó, cái nhiệt độ áp xuống, thì cũng mong quý vị mình cũng hoan hỷ và đồng thời chúng ta cũng ngồi nghe pháp với cái tâm an lạc vui vẻ quý vị. Bởi vì mình ngồi mà nghe được Phật pháp á thì nó quý lắm quý đồng đạo à. Chẳng khác nào là như là cái người mà khát mà được uống nước, cái người đó mà được ăn vậy đó. Cho nên trong kinh Phật nói là phàm văn pháp như cơ đắc cực, như khát đắc ẩm, thốn cơ vô khí, phương danh Phật tử. Nghĩa là phàm mà cái người nghe pháp á, chẳng khác nào như là đói được ăn mà như khát được uống, như vậy mới gọi là cái người Phật tử chân chánh. Như vậy cái người mà nghe pháp làm sao mình như là cái người khát nước, như cái người đó cơm vậy đó, thì chúng ta mới có cái sự tiếp thu thâm nhập được. Thì trong cái buổi gặp gỡ này đó, thì theo như ban tổ chức cho biết thì chúng tôi cũng sẽ đặt cái câu hỏi để quý vị mình trả lời trong cái nội dung mà chúng tôi thuyết giảng. Thì sau khi đặt câu hỏi thì quý vị trả lời, thì mỗi người sẽ trả lời câu hỏi thì sẽ được cái máy. Thì cái phần chúng tôi như hồi nãy giáo lý viên Đồng Quỳnh Lương có nói đó, thì được 5 cái câu hỏi, tức là 5 cái máy. Thì quý vị cũng nên chú ý lắng nghe những cái gì mà chúng tôi nhắn đi nhắn lại, lặp đi lặp lại, đó là lát nữa tôi sẽ hỏi câu hỏi đó. Những cái gì mà lặp đi lặp lại là hỏi câu hỏi đó, quý vị nên chú ý nha. Thì nói như vậy để quý vị mình dễ theo dõi, có khi để đặt ra câu hỏi là quý vị mình biết liền, biết câu nào cũng đặt câu hỏi gì rồi. Thưa quý vị bạn, thì giờ đây để đi vào cái nội dung của cái buổi trao đổi Phật pháp hôm nay, thì lời nói đầu tiên cũng xin chân thành gửi đến tất cả toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em ở đây lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời chúc phúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Thì thưa cùng toàn thể quý đồng đạo, như vậy thì vừa qua được đồng đạo dẫn chương trình nêu lên, chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị qua bốn cái câu giảng được trích rút ra trong cái bài Diễn Làm Phú An Châu Đốc. Thì bốn cái câu giảng với cái ý nghĩa nội dung như thế nào qua bốn cái câu giảng mà vừa qua đồng đạo dẫn chương trình đã giới thiệu, đó là ước mong rắn đặng quá cừu, quá cừu nghe quý vị, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt chiều, lòng hiền giữ dạng thân việc sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Thì bốn cái câu giảng này thì quý đồng đạo chúng ta biết rằng đó, thì Đức Thầy khi ra đời mở đạo đó, thì nhằm mục đích là để làm sao giáo hóa tất cả chúng sanh, nhằm mục đích để mà giáo hóa tất cả chúng sanh đó. Cho nên Đức Thầy quý vị biết là ngài đi dạo Lục Châu, trong cái quyển mà gọi là sấm giảng khuyên người đời tu niệm đó, thì Đức Thầy chúng ta ngài đi dạo khắp nơi để thử lòng trong họ, giác tỉnh mọi người, để khuyên mọi người làm lành tránh ác. Và bên cạnh đó, ngoài việc Đức Thầy đi dạo Lục Châu đó là 6 tỉnh Nam Kỳ, Đức Thầy còn đi dạo ở đâu nữa quý vị? Xa hơn nữa là Đức Thầy đi dạo ở đâu? Đức Thầy đi ra tới ngoài miền Bắc quý ông đạo, là để trên đất Bắc Đức Thầy chúng ta ngài dùng quá thân để đi ra ngoài miền Bắc để giáo hóa chúng sanh ở đất Bắc. Cho nên chính chúng ta đọc trong cái bài để trên đất Bắc, chúng ta thấy đó là y như là mình đang đặt chân ở ngoài cái miền Bắc. Đức Thầy diễn tả cái cảnh sống động ở ngoài miền Bắc, đó là sớm làng đồng thạnh xôn xao, cùng nhau bàn tán khác nào trong Nam, chúng dân tụ ngũ tùng tam, kẻ ma người mỹ, kẻ ham người cười, làng này đông đúc nhiều người, dân tình cũng được đôi mươi tu hành. Bởi vì dân tình cũng được đôi mươi tu hành là có người giác ngộ, có người có tu hành, cho nên Đức Thầy ra ngoài để mà giáo hóa chúng sanh đặc biệt. Nhưng mà chúng ta coi sử lược Phật giáo Hòa Hảo thì không thấy Đức Thầy đi ra ngoài miền Bắc,
Ngài đi bằng cái gì, bằng phương tiện nào, bằng xe, bằng ghe, bằng tàu gì? Nhưng mà đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta tin tưởng rằng Đức Thầy chúng ta Ngài đi bằng cái chơn thân, bằng cái thiên quá ức thân để đi ra ngoài miền Bắc để giao hóa chúng sanh Đắc Tăng. Và đồng thời Đức Thầy đi viếng các làng ngoài miền Bắc, và đồng thời Ngài còn viếng những cái làng ở đâu nữa? Những cái làng lân cận ở đây đó là Ngài đi qua viếng làng Mỹ Hội Đông. Ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940 thì Đức Thầy đến viếng làng Mỹ Hội Đông, bởi vì nhằm mục đích để mà qua làng Mỹ Hội Đông để mà nhằm giải tỏa cái vấn đề mà những cái thắc mắc, những mối hoài nghi của các bậc cụ Đồ Do lúc bấy giờ, như ông Nguyễn Thanh Tăng, ông Nguyễn Kỳ Trăng. Ông Nguyễn Kỳ Trăng là từ làng Định Niên lên tới Hòa Hảo để tìm Đức Thầy, và ông đã soạn hai cái bài thơ để chấn cái Đức Thầy nặng ngóc ngò tim suốt cả là cái thời gian rất là dài để mà đem đến để chấn Đức Thầy. Nhưng mà khi đến đó thì không gặp Đức Thầy, nghe nói Đức Thầy qua mấy Hội Đông thì ông cũng sang qua đó, chèo thuyền sang qua đó để gặp Đức Thầy. Thì sau khi đêm 22 Đức Thầy ở Mỹ Hội Đông thì đến đêm 23 Đức Thầy mới trở về cái làng Phú An, đó là Châu Đốc. Như vậy thì tại cái làng Phú An này, tức là chợ Giàm Phú An Châu Đốc đúng không đạo, thì ở tại nhà ông Hương Hào Phỉ vào cái đêm tối đó, Đức Thầy Ngài mới thủ bút và sáng tác cái bài Viếng Làng Phú An. Thì cái bài này cái độ dài của nó là 74 câu, mà Đức Thầy viết theo hai cái thể văn. Một đó là cái thể văn lục bát gồm có là 58 câu, và còn lại 16 câu Đức Thầy sáng tác theo cái thể văn là Thất Ngôn Tứ Cứu. Như vậy thì trong cái thể văn Thất Ngôn Tứ Cứu này là 4 cái bài, mà mỗi một bài như vậy là 4 câu, cho nên gọi là Thất Ngôn Thất là 7 chữ, mà Tứ Cứu là 4 câu. Thất Ngôn Tứ Cứu là mỗi một cái khổ thơ như vậy đó là 4 câu, mà 4 cái khổ thơ như vậy là 16 câu, như vậy cộng lại là 74 câu. Như vậy thì Đức Thầy viết theo cái lối văn lục bát, đoạn đầu và đoạn chót là viết theo cái lối Thất Ngôn Tứ Cứu. Nhưng mà đặc biệt trong này thì cái đoạn chót của Thất Ngôn Tứ Cứu Đức Thầy sáng tác phải nói là nó rồng gặt là gì? Rồng gặt là thuộc về cái lối gọi là gì? Văn gọi là chữ Hán nguyên đạo. Nó đỡ mùi Hán học. Cũng như thay gì? Cầu ngã kiến văn tối phẩm đa, thiện duyên tác quốc ký như hà, phu trương dạng lượng tam hài tế, hội thính na thời kiến thành hoa. Đây là toàn là đạo mùi Hán học. Để chi? Không phải là Đức Thầy Ngài muốn viết chữ Hán đâu có đồng đạo à. Bởi vì Ngài quyết dạy rằng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Dạ cảm ơn cô Hoàng ngay giờ lắm. Như vậy thì Đức Thầy quyết dạy rằng nên nói lời thường, mà sở dĩ tại sao chỗ này Đức Thầy viết chữ Hán là bởi vì nhằm để mà trả lời sự chắc chắn của các bậc cụ Đồ Nho lúc bấy giờ. Do đó mà nhằm độ các bậc nho gia học giả lúc bấy giờ mà Đức Thầy cực chẳng đã, Ngài mới đối đáp, Ngài mới sáng tác những cái thi thơ nho chữ Hán như thế để mà độ các vị cụ Đồ Nho. Như vậy thì hôm nay trở lại chúng tôi gặp cỡ quý vị qua 4 câu, đó là ước mong rắn đặng quá cừu, xả thân làm phước, phải ước mong rắn đặng quá cừu, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt chiều, lòng hiền giữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Bởi vì hai cái đoạn này nó ưa trùng với nhau đó quý vị. Cái câu mà muốn cho rắn đặng quá cừu, xả thân làm phước duyên bù vượt qua, là cái này là trong cái bài gọi là gì, trong cái bài khuyên người giàu lòng phước thiện. Nhưng mà cái chỗ này là cái bài Viếng Làng Phú An, đó là ước mong rắn đặng quá cừu, đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt chiều. Như vậy thì ở đây ước mong rắn đặng quá cừu, như vậy thì ước mong con rắn mà để quá thành con cừu, mà cái này là ai ước mong với đồng đạo? Xin thưa, cái ước mong chỗ này là Đức Thầy chúng ta ước mong với đồng đạo à. Bởi vì Đức Thầy viết cái bài này thì Đức Thầy Ngài mới ước mong cái điều này. Là bởi vì sao vậy? Thường đồng đạo mình nghĩ rằng nó cái chỗ ước mong rắn đặng quá cừu này đó, nó trùng với cái chỗ là muốn cho rắn đặng quá cừu xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Cái lấy cái chỗ này cho rằng là cái chỗ này là Đức Thầy kêu mình làm phước. Xin thưa, theo tôi nghĩ trong cái đoạn văn này Đức Thầy không phải kêu mình làm phước. Mình phải hiểu theo cái nghĩa ra chỗ này. Tức là ước mong rắn đặng quá cừu ở đây đó là bởi vì chúng ta đọc trước đó chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của cái chỗ ước mong của Đức Thầy. Là bởi vì Thầy nói là cái chỗ mà xưa kia bạo ngược nhà Tần, đem lòng hung ác giết làng Văn Nhu, mới là ước mong rắn đặng quá cừu. Như vậy thì cái chỗ này là cái chỗ chúng ta thấy rõ ràng là xưa kia bạo ngược nhà Tần, tức là Tần Thủy Hoàng gồm Thâu Lục Quốc
và đồng thời với cái chánh sách đó là gì? Ông đó là chánh sách bảo tàng đốt sách của Khổng Tử và chôn 460 sĩ phu qua Thành Dương. Cho nên vì vậy mà muốn nói là cái chánh sách này là chánh sách bạo ngược, mà nó là gì đâu bốc gọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dằn nát tan. Như vậy thì muốn nói là ước mong rắn nặng quá cừu ở đây, tức là muốn trong giai đoạn Đức Thầy ra đời mở đạo, mà trong giai đoạn đó là đất nước chúng ta đang bị thực dân xâm lược, cho nên với cái ách thống trị của thực dân Pháp làm khó dễ, làm cản trở trên cái bước đường truyền đạo Đức Thầy. Chúng cản trở câu lưu Đức Thầy, giờ Đức Thầy rài đây mai đó không cho Đức Thầy truyền đạo. Cho nên ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn đến tổ đình, chúng bắt buộc giờ Đức Thầy qua cho đốc. Sau 2 giờ đồng hồ thì giờ Đức Thầy qua Sa Đéc, ở đó 6 ngày. Đặc biệt là ông Cò Ba Xin là sở mật thám của Pháp đến chắc chắn Đức Thầy. Hỏi gì chứ có phải là bốn quyển giảng này do ông sáng tác không? Đức Thầy nói phải. Ông nói với cái trình độ của ông mới học hết cái bậc tiểu học, làm sao ông sáng tác được bốn cái quyển giảng mà nó thâm thúy, nó sâu sắc về chân lý Phật Pháp như vậy? Cho nên không tin. Cho nên giữa mặt một số đông người, ông hãy chấp bút đây viết đây, giấy đây, ông hãy sáng tác một cái bài trong cái bối cảnh hiện nay đi. Thì Đức Thầy ngài mới chấp bút sáng tác cái bài đó. Quý vị biết chấp bút sáng tác làm sao? Nhìn cuộc thế bốn bề sống dậy, cửa tiền môn còn hỡi quá then, nương xứ xa tạm viết giấy đèn, tỏ tâm sự của người liễu đạo. Tức là Đức Thầy viết trong cái đêm tối. Nương xứ xa là từ tổ đình mà qua Sa Đéc xa, cho nên tạm viết cái đèn tỏ tâm sự của người liễu đạo, nói cho ông Cò Ba Xin biết rằng tôi là cái người liễu đạo, là cái người đắc đạo rồi, chứ không phải như cái phàm nhân phàm tình mà như ông đã nghĩ đâu. Cho nên Đức Thầy chấp bút viết một loạt cái bài Sa Đéc, làm cho ông Cò Ba Xin hết sức là tán phục. Như vậy thì ở đây muốn nói rằng đó, ước mong rắn đặng quá cừu ở đây Đức Thầy muốn nói lên là cái giai đoạn mà Đức Thầy chúng ta bị thực dân Pháp làm khó dễ trên cái bước truyền đạo. Sau đó chúng lưu cơ Đức Thầy xuống là làng Nhân Nghĩa, gặt sâu đổ trên xác Sà No, tức là ở Cần Thơ. Sau đó rồi đưa Đức Thầy ra bệnh viện Cần Thơ, rồi lưu cơ Đức Thầy ra nhà thương Chợ Quán, rồi dời về Bạc Liêu. Nói chung là trong suốt khoảng thời gian Đức Thầy chúng ta khai mở nền đạo chỉ có vỏn vẹn 7 năm 10 tháng 7 ngày, nhưng mà trong bước đường trưng chuyên quá đạo là rất là dài của đường đạo, chỉ có trọn vẹn là từ năm 45 đến năm 47 là 2 năm Đức Thầy chúng ta được trả tự do thôi, còn lại là bước trưng chuyên của Đức Thầy chúng ta. Như vậy chúng ta thấy cái giai đoạn lịch sử, chúng ta thấy rằng cái quá trình mà khó khăn như thế, cho nên Đức Thầy mới nói là ước mong rắn đặng quá cừu. Như vậy con rắn ở đây là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái loại bò sát. Cái loại bò sát là cái loại này nó không có chân, cho nên cái bò của nó rất là chậm, và cái sức của nó cũng không được mạnh. Cho nên là làm sao quá được cái con cừu? Con cừu ở đây đúng được đạo thì theo truyền thuyết thôi, cho đây con cừu thì nó không có cái hình thật, mà theo truyền thuyết tức là cái con cừu đó thì cái con cừu này là nhờ cái con rắn này nó tu lâu năm đó, nó nếu tu lâu năm rồi đó, nó sẽ là mọc lên cái sừng, mọc lên cái sừng, và đồng thời nó mọc bốn cái chân đó. Thì con cừu nó có bốn cái chân và nó có cái sừng khác hơn con rồng. Con rồng thì nó hai cái gạt, còn con cừu nó chỉ có một cái gạt thôi. Nhưng mà chúng tôi dựa vào đó là cái gọi là cái từ nguyên nhân gian đó, thì nói rằng đó con cừu ở đây đó tức là chỉ cho cái loại mà rắn đó, nó chui sống ở trong mặt đất á, nó tu tập ở trong mặt đất như vậy là đã trăm năm như vậy đó, nó ngủ trong đó trăm năm như vậy. Khi chừng nào nó quá cừu rồi nó dùng giấy một cái đó thì cỡ như là lông trời lỡ đất rồi nhà cửa sụp đổ tan hoang hết. Cho nên người ta gọi là cù dậy đó. Ngày xưa mà ông bà nói là cù dậy là gì, tức là cù thế mà cù dậy rồi một cái là sụp đổ hết. Như vậy thì muốn nói cái sức mạnh của con cù, đây là cái truyền thuyết là theo cái từ nguyên của nhân gian nghe quý ông đạo. Nhưng mà có người cho rằng theo cái gọi là cái trường nghĩa đó, thì người ta cho rằng á cù ở đây là cái nghĩa nó là gì? Cù là chỉ cho gió giông bão táp nắng hạn cũng gọi là cù, đúng không đạo? Như vậy ý nói là cù là chỉ cho sức mạnh, sức mạnh tức là cái sức dùng dãy, sức mạnh mẽ của nó. Như vậy ở đây Đức Thầy nói là mua ước mong rắn nặng quá cù. Cái thứ nhất đó là Đức Thầy ước làm sao như là thầy có chỗ thầy nói là ước sao mình như củi trên trăng đặng soi khắp cả dương trần, cho người trong tối đặng lần đi qua. Thì ước là sao như củi mà trên trăng để soi xuống tất cả nhân gian này, cho mọi người được có ánh sáng, được có cái con đường chân lý giác ngộ tu tập, mà trong quá trình truyền đạo là bị cản trở như thế, bị người Pháp làm khó dễ, cho nên không thể nào mở rộng được. Chính vì thế mà Đức Thầy ước cái chỗ này.
Cho nên ước mong rắn nặng quá cầu là ước làm sao con rắn mà được quá thành cầu, tức là có cái sức mạnh để đột phá, để làm sao để là truyền bá Phật pháp khắp mọi nơi đến cho mọi người để giác ngộ tu tập. Đó là cái điều mà Đức Thầy mong muốn. Bởi vì sao mà để mà truyền bá được khắp nơi nơi như vậy thì rất là khó trong cái giai đoạn thực dân pháp. Chính vì thế mà là một vị Phật thì đối với Ngài mặc dù khó là như thế, nhưng mà sao khó làm cho hiền thánh lung lay chỉ tưới nước dung phân cây quý mà thôi. Người Pháp làm càng khó dễ chừng nào thì chỉ tưới nước dung phân cho Thầy thôi, và đồng thời càng khó dễ chừng nào thì sao càng câu lưu Đức Thầy. Giờ Đức Thầy đây mai đó thì càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông mà thôi, chứ không có làm khó dễ Ngài được. Cho nên chính vì thế mà Đức Thầy chúng ta ngoài cái việc Ngài thuyết pháp độ đời trong giai đoạn đó, bên cạnh đó Ngài thấy rằng không thể nào độ hết khắp cả chúng sanh được, mà phải dùng cái phương tiện thứ hai, đó là gì? Sáng tác kinh giảng độ đời. Để nhằm mục đích độ rộng chúng sanh thì chỉ có cách sáng tác kinh giảng mà thôi. Cho nên vì vậy mà Đức Thầy chúng ta Ngài mới là gọi là gì? Chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Như vậy thì muốn nói rằng Đức Thầy hôm nay muốn độ tặng chúng sanh thì phải sáng tác kinh giảng. Cho nên viết một ngọn lưỡi này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mãn chờ trong ba tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Như vậy thì muốn nói ở đây ước mong rắn đặng quá cừu ở đây, tức là muốn nói rằng Đức Thầy mong muốn làm sao, tức là trong giai đoạn pháp nạn, trong giai đoạn khó khăn đó mà Đức làm sao con rắn mà được quá thành cừu, tức là Đức Thầy muốn mong muốn làm sao cái phương tiện để giúp cho chúng sanh tiếp cận được giáo lý, giác ngộ được tu tập, thì không ngoài đó là cái phương tiện đó là sáng tác kinh giảng. Và đồng thời bên cạnh đó Đức Thầy cũng ước mong rắn đặng quá cừu, cái nghĩa thứ hai đó là nói về tín đồ, đó là ước làm sao chúng sanh là một con người mê sống trong cõi đời khổ đau chẳng khác nào như con rắn, tức là không đủ sức để mà vượt qua sóng gió cuộc đời, sống trong nỗi khổ niềm đau. Hôm nay muốn vượt qua khỏi nỗi khổ niềm đau này thì chúng ta phải làm sao để chuyển hóa nó, để thay đổi cái con người này từ một con người phàm phu mà chuyển thành thánh giả, thì đây là gọi là ước mong rắn đặng quá cừu. Muốn con rắn quá thành cừu thì chúng ta phải làm sao, phải giác ngộ, phải tu tập để chuyển hóa mình, để làm sao từ một chúng sanh, từ một phàm phu mà chuyển thành Phật thánh, thì đó gọi là ước mong rắn đặng quá cừu. Nhưng mà muốn được như vậy đó thì phải làm sao? Muốn được rắn đặng quá cừu thì chúng ta bước qua cái câu thứ hai, đó là đồng tâm hiệp chí chữ tu dắt diều. Như vậy thì phải đồng tâm, phải hiệp chí. Cái hiệp chí ở đây, cái chữ chí này, chí TDR nghe không đạo, chứ không phải chữ chí là chí hướng, mà cái chí này là cùng một chí, cùng một cái gọi là gì, một cái suy nghĩ, cùng một cái tư duy, tức là chúng ta cùng một cái trí tuệ, cùng một cái suy nghĩ, cùng một tư duy, nó giống nhau. Cái chữ trí ở đây là cái trí của tư duy, chứ không phải là cái chí hướng mà chí C. Cho nên chúng ta phải coi kỹ trong cái sâm giảng của Đức Thầy. Như vậy thì đồng tâm hiệp chí ở đây thì hiệp trí tức là đồng là gì? Đồng là cùng, mà tâm là lòng, là cùng một lòng, mà hiệp là hợp tác với nhau, hiệp là cùng với nhau, gọi là hiệp. Mà trí là cùng một cái trí tuệ, cùng một cái gọi là gì? Một cái suy nghĩ, một cái tư duy, nó giống nhau thì gọi là hiệp trí. Như vậy đồng tâm hiệp trí tức là cùng một tư duy, một suy nghĩ, một cái trí hướng, đó là gì? Một cái tư duy, đó là một cái trí tuệ, đó là cầu để mà được giải thoát. Như vậy thì đồng tâm hiệp trí là tức là chúng ta cùng lòng, đồng lòng với nhau, thì mới có thể thành tựu được trong cái quá trình tu tập. Còn nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta không có đồng tâm hiệp trí, không có cùng một cái trí hướng, cái trí tuệ, cái nhận thức với nhau đó thì sao? Cái người thì nhận thức kiểu này, người thì suy nghĩ kiểu kia, nó không có hòa hợp với nhau thì nó dễ gây mất đoàn kết. Như vậy thì ở đây đồng tâm hiệp trí tức là cùng đồng lòng với nhau, cùng một cái trí nhận thức hiểu biết nó giống như nhau, thì gọi là đồng tâm hiệp trí. Vì thưa quý đồng đạo, ở đây muốn nói là đồng tâm hiệp trí ở đây là sự đoàn kết, gắn chặt với nhau. Như chúng tôi nói hôm nay, nếu mà chúng ta không đồng tâm hiệp trí thì trong cái buổi thuyết giảng bữa nay không có tổ chức được, không có diễn ra được. Bữa nay là ông là Võ Thành Phương, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, sau quốc hội
ông đã đồng tâm hiệp chí, trước nhất là hiệp chí với ban trị sự, thống nhất với nhau là mình tổ chức cái ngày thuyết giảng hôm nay là cái ngày 25 là mình thuyết giảng tại cái ban trị sự xã phú hội mình, thì hợp với nhau, thống nhất với nhau gọi là gì? Đồng tâm hiệp chí nè. Cái thứ hai là gửi thiệp mời và đồng thời quý vị mình có nghe tin hôm nay ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã phú hội tổ chức chương trình thuyết giảng, quý vị mình cũng đồng tâm hiệp chí mà trở về đây đây để mình cùng một cái chí, một cái chí đó là gì? Một cái chí giác ngộ, một cái chí tu tập để rồi chúng ta hôm nay trở về đây hội tụ về đây đông đủ như thế này. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng cũng đồng tâm hiệp chí đó là nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ, cũng là đồng tâm hiệp chí đây nè, hỗ trợ để tổ chức cái chương trình thuyết giảng này. Thì đây là chúng ta đồng với nhau, cùng với nhau để mà đồng tâm hiệp chí, để mà chúng ta làm một cái tổ chức để mà làm sao để mà giúp cho cái buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Thì đây gọi là đồng tâm hiệp chí, chữ tu nhất điều là chỗ này đây. Như vậy thì rõ ràng là hôm nay ban tổ chức và đồng đạo cũng như các nhà mạnh thường quân chúng ta cùng với nhau để đồng tâm hiệp chí để mà chữ tu nhất điều đây. Thì thôi giờ đây kính mời chúng ta quan hình một tràng pháo tay trong cái chỗ đồng tâm hiệp chí của mình. Bởi vì chúng tôi đó có nghiên cứu trong cái tài liệu gọi là dạng vật học đó, thì có trong dạng vật học của thế giới đó, người ta nghiên cứu đó, một cái loài cá này đó, tức là nó sống ở cái Bắc Băng Dương. Quý vị biết Bắc Băng Dương đó là nó có một cái giai đoạn đó, tức là khi mà trong cái thời tiết mà lúc bấy giờ mà nó chuyển mùa đó, thì cái gọi là trong cái biển mà Bắc Băng Dương đó, nó sẽ đóng băng hết cả cái biển luôn, đóng băng hết luôn. Như vậy thì các loài cá này làm sao để sống được? Thành ra nó phải đồng với nhau, nó quay tụ với nhau cùng một đàn như thế này nè, rồi nó cứ là nó là quay quần với nhau để nó tạo ra cái sức nóng để cho băng nó không đóng lại được, để mà nó vượt qua cái thời tiết khắc nghiệt trong cái giai đoạn đó để mà nó được tồn tại. Như vậy muốn nói đồng tâm hiệp trí ở đây tức là cái sự đoàn kết gắn chặt với nhau để mà chúng ta được tồn tại, thì qua cái giác ngộ tu tập cũng vậy, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp trí. Và nói về cái tính đồng bào, nói về cái tình chủng tộc, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp chí mới tồn vong được với đồng đạo, mới tồn tại được trong cái cuộc đời này. Cho nên đó là xưa đó quý vị biết là cái đất nước Việt Nam chúng ta, thì khi mà hai bà Trưng đó đánh đuổi quân Tàu ra khỏi đất nước Việt Nam mình, nhưng mà quý vị biết là cái thế lực của mình rất là yếu, cho nên vào năm 40 đến 43 chỉ có 3 năm thôi, rồi đó là bị đó là tức là Mã Diện đó, ông mới đem quân đánh là hai bà Trưng lúc bây giờ là thua. Thì Mã Diện mới là chiếm đất nước Việt Nam của mình, và đồng thời đó là đem cái là phủ trị đó đặt tại cái đất Mê Linh, đặt tại cái đất Mê Linh, và đồng thời dựng cái trụ đồng đó tại cái ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, dựng cái trụ đồng lên và viết 6 cái chữ gọi là gì? Đồng trụ chiếc giao chỉ Việt. Viết 6 cái chữ để cho rằng là hỡi cái trụ đồng này ngã thì cái người giao chỉ sẽ bị diệt. Chính vì thế mà người giao chỉ là người Việt Nam mình đó, không nỡ để mất đi cái chủng tộc đất nước Việt Nam mình, con người Việt Nam mình, dân tộc phong tục tộc Việt Nam mình. Chính vì thế mà mỗi người đi ngang thì sao, đều lượm một cục đá thấy vô cái trụ đồng đó, lượm một cục đá thấy vô trụ đồng đó. Mà nhiều người đi qua đi lại như vậy, cuối cùng đó là thành một cái hòn núi, nó chùm luôn cả cái trụ đồng, không còn ngã cái trụ đồng. Cho nên hôm nay mình mới còn cái dân, cái gốc của Việt Nam mình đây, con người Việt Nam mình còn đây nè, cái dân tộc phong tục tập quán Việt Nam mình đây. Cho nên chúng ta mặc dù bị đô hộ ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Pháp và hai mươi mấy năm của là đế quốc, nhưng mà cái dân tộc Việt Nam chúng ta không bao giờ bất gốc, bởi vì cái ý chí kiên cường, cái lòng bất khuất, cái niềm gọi là cái nhìn, cái niềm tin đối với dân tộc, đối với cái đất nước quê hương, đối với con người Việt Nam chúng ta không bao giờ bị trị. Mặc dù là người chiếm đất nhưng mà không bao giờ chiếm được cái lòng của con người Việt Nam mình. Chính vì thế đây là nói lên sự đoàn kết của con người Việt Nam mình, nó có cái sức mạnh đoàn kết. Chính vì thế mà hôm nay muốn nói là đồng tâm hiệp chí, tức là chúng ta đồng lòng với nhau thì sao, về mặt dân tộc, về mặt đời, chúng ta cũng là tạo nên cái sức mạnh để mà bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nước. Nhưng mà nói về đạo, nếu chúng ta đồng tâm hiệp chí thì sao, phát triển cái nền đạo được phát khai rực rỡ là nhờ cái sự gắn kết này. Cho nên Đức Thầy kêu gọi là sao, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng cao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá tin lành, làm cho đời hiểu rõ tin danh, công đức Phật
từ bi vô lượng. Như vậy rõ ràng là chúng ta đồng tâm hiệp chí để rồi chúng ta làm cho đời hiểu rõ thân danh công đức Phật từ bi vô lượng đây. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hôm nay đức thầy dạy chúng ta đó là ước mong ráng đặng quá cù, đồng tâm hiệp chí thì chữ tu giác diệu. Đó là chúng ta đồng tâm hiệp chí thì sao? Chữ tu giác diệu ở đây tức là đồng lòng với nhau để chúng ta tu tập. Mà đối với người tín đồ Phật giáo hảo đó là mình giác diệu chữ tu, đó là giác diệu cái gì? Giác diệu chữ tu ở đây tức là chúng ta tu tập theo giáo lý học Phật, tu nhân tại gia cư sĩ. Như vậy thì giác diệu đó là chúng ta thực hiện đúng theo tôn chỉ giáo lý thầy. Đó là người tín đồ Phật giáo hảo, đó là chúng ta tu tập, đó là tại gia cư sĩ học Phật tu nhân. Mà đức thầy dạy là bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Tại sao đức thầy dạy mình là tại gia cư sĩ? Thưa quý đồng đạo, sao không tu cho nó mau đắc đạo giải thoát? Xin thưa, ở đây đức thầy dạy mình là bởi vì biết cái trình độ căn cơ chúng sanh, tùy phong hóa dân sanh phù hợp chấp bút thần tả bổn kinh. Cho nên tùy theo trình độ căn cơ chúng sanh mà đức thầy giáo hóa. Mà đặc biệt đó, tại gia cư sĩ của Phật giáo hảo là tại gia của hàng đại thừa, tại gia của hàng Bồ Tát nha quý đồng đạo, chứ không phải là tại gia cư sĩ của người tín đồ Phật giáo hảo là chỉ học Phật tu nhân làm tròn đạo con người, không phải gì. Mà tại gia cư sĩ của người tín đồ Phật giáo hảo là học Phật tu nhân để làm tròn cái bộ phận con người. Đó là cái nền tảng, là cái nấc thang đầu tiên để giúp cho mình bước lên cái con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, đi đến chỗ giải thoát viên mãn. Cho nên vì vậy mà tu nhân là đền trả tứ đại trọng ân. Đây là cái nền tảng phải nói là vững chắc. Bởi vì sao? Tu nhân mà của Đức Phật khi xưa dạy đó là chỉ giữ ngũ giới thôi. Một không sát sanh, hai không đọa phạt, ba không tà dâm, bốn không ám tủ, năm không nói dối. Nhưng mà tu nhân của Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải đền trả tứ đại trọng ân, chúng ta phải trừ thập ác, hành thập thiện, phải giữ tám điều răn cấm. Thì đây có phải là tu nhân của Phật giáo hòa hảo là tu nhân của đại thừa, tu nhân của Bồ Tát hạnh không? Rõ ràng. Bởi vì cái mục đích là tại sao vậy? Chúng ta ở tại gia, ở tại nhà, nhưng mà cái sự tu tập chân lý Phật Pháp giác ngộ giải thoát thì không khác gì cái người tu tập xuất gia, không khác gì cái người tu tập mà cầu đạo giải thoát linh đạo. Phật ở tại nhà, bởi vì cái mục đích của thầy, cái gọi là về hình thức á, thì tại gia, nhưng mà về sự tu tập, về giác ngộ, về giáo lý đó, đó là giải thoát hết. Nó độc đáo như vậy đó quý ông đạo. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái hình thức thì tại gia, nhưng mà chân lý Phật Pháp thì đều là đưa con người đến chỗ giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài đã chủ trương là sao? Nước biển chỉ có một vị mặn, còn đạo của ta chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Thì hôm nay đức thầy cũng không ngoài cái tư tưởng đó, tỏ câu cầu chúc cho đời mong bá tánh sao dạng dần giải thoát. Thế là nguyện mười phương chư Phật Đáo Lai đồng tiếp dẫn chung sanh giải thoát. Thì là mục đích là đưa chúng sanh đến chỗ cứu cánh giải thoát. Cho nên đức thầy chỉ biết là qua sông nhờ được cầu lam, qua sông thì nhờ có cầu. Tu hành nào đỡ chùa am làm gì? Tức là tu hành phương tiện, đó là giáo lý, có giáo lý là tu được. Qua sông thì nhờ có cầu, mà tu hành thì có giáo lý là tu được. Cho nên có giáo lý thì ở đâu tu cũng được, ở chùa tu cũng được, ở nhà tu cũng được, ở cốc tu cũng được, ở am tu cũng được. Nói chung là bất cứ đâu phải có giáo lý thì tu được. Còn nếu không có giáo lý dù ở đâu tu cũng không được hết. Tại vì không hiểu giáo lý thì lấy đâu tu? Bởi vì người tu là nhờ có phương tiện. Nếu không có phương tiện thì khi xưa Đức Phật đâu có thuyết pháp làm gì? Khỏi cần phương tiện thì Đức Phật đâu có thuyết pháp. Và không cần phương tiện thì Đức Thầy chúng ta Ngài sáng tác giáo lý này để làm gì? Cho nên nhờ có phương tiện, mà phương tiện thì chẳng khác nào như ngón tay, mà chỉ mặt trăng. Phương tiện là ngón tay, giáo lý là ngón tay, mà nhờ nương vào ngón tay, nhờ có ngón tay này thì chúng ta thấy được mặt trăng. Nếu không có ngón tay thì chúng ta chỉ ngó mền, ngó mồng, ngó tứ phía mà không nương vào ngón tay thì làm sao thấy được mặt trăng. Cho nên nhờ nương vào ngón tay như vậy thì giáo lý chính là ngón tay để chỉ mặt trăng. Thì chúng ta nhờ nương vào giáo lý mà chúng ta thấy được tâm tánh của mình, thấy được cái con người bên trong của mình, thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình. Đây là nhờ có giáo lý. Như vậy hôm nay người tu cần phải có văn huệ, có tư huệ, có tu huệ mới được. Còn nếu không, chúng ta không có văn huệ, tư huệ, tu huệ thì làm sao tu được? Cho nên Đức Thầy nói là qua sông nhờ được cầu lắm, qua sông thì nhờ có cầu, mà tu hành thì nhờ có giáo lý. Cho nên tu hành nào ở chùa am làm gì, miễn có giáo lý là tu được. Xin thưa quý đạo, như có giáo lý thì ở đâu cũng giải thoát được hết. Có giáo lý ở chùa cũng giải thoát được, ở nhà cũng giải thoát được, ở cốc ở am, nói chung bất cứ đâu chúng ta ứng dụng giáo lý chúng ta đều giải thoát. Còn không có giáo lý thì bất cứ là ở đâu cũng không bao giờ giải thoát được. Chính vì thế thì ở đây cái sự tu tập không phải là chỗ hình thức, không phải là cái chỗ ở, chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mà cái cốt lõi là ở ngay tâm mình,
cốt lõi là có giáo lý, ứng dụng giáo lý thì ở đâu cũng giải thoát. Bây giờ có đồng ý chỗ nào? Dạ, cảm ơn quý đồng đạo. Nhất định là chúng ta thấy rõ ràng mà, như nhờ có giáo lý chúng ta mới giác ngộ tại giải thoát được. Thưa quý đồng đạo, như vậy thì hôm nay tu hành, quý vị nhớ tu hành là nhờ có gì? Có cái gì? Có giáo lý. Mà giáo lý đó là gì? Là cái cuốn sấm giảng thi gian giáo lý toàn bộ Đức Thầy để lại cho mình đây. Ha, đó là giáo lý. Ha, Đức Thầy chỉ dạy cho mình trong này đây. Như vậy thì thưa quý đồng đạo, vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là gì? Ước mong rắn đặng quá cừu, đồng tâm hiệp chí, chữ tu dứt điều đó là không gì hơn là chúng ta cùng nhau để mà học tập giáo lý, đó là thực hành qua giáo pháp học Phật tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo, thì đó là chữ tu dứt điều. Bây giờ chúng ta bước qua cái câu thứ ba mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta, đó là gì? Lòng hiền giữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều Phật ai. Như vậy câu thứ ba là lòng hiền giữ dạng sớm chiều. Như vậy hôm nay chúng ta học nhờ có giáo lý, ta hiểu giáo lý thì chúng ta phải làm sao? Phải tu tập, phải giác ngộ. Mà bên cạnh đó thì cái người giác ngộ đó, cái người tu tập thì phải làm sao? Phải giữ cho mình được cái gì? Lòng hiền. Như vậy thì cái lòng hiền là gì quý đồng đạo? Lòng tức là tâm, mà hiền là lành, là thiện. Tức là muốn nói lòng hiền ở đây là tâm lành, là tánh thiện, đúng quý đồng đạo à? Như vậy thì cái người mà có lòng lành, có tâm lành, có tánh thiện, có cái lòng hiền, thì cái người này mới gọi là cái người giác ngộ, cái người tu tập. Cái người này mới là cái người đang trong quá trình để chúng ta tiến hóa lên cái con đường giác ngộ giải thoát. Còn nhiều khi quý đồng đạo biết đó, có đôi khi đó bình thường thì sao? Ai cũng giống ai thôi, ai cũng hiền hết phải không? Bình thường thì nói là thấy thì nói hỏi người ta nói mình đó là cái ông đạo này thấy vậy chứ ổng không có hiền đâu mà nghe. Ví dụ ta nói vậy, nó chàng ơi tôi cũng có làm gì đâu mà không hiền. Mình á, ta cho mình không hiền, mình á, mình nghĩ rằng đó là người ta nói vậy là nói xấu mình. Nhưng mà thật ra nó coi chừng mình không hiền thiệt đó. Ta nói ông đạo đó coi chừng không hiền là cái cô đó thấy vậy chứ không hiền đâu. Nhưng mà ta nói cái câu nói như vậy đi chi? Để người ta ngừa mình với ông đạo à? Là bởi vì sao vậy? Ta biết là bên ngoài thấy vậy chứ bên trong chưa chắc. Cho nên là bên ngoài thì thấy bình thường, ai cũng thấy dễ thương quá, ai cũng thấy bình thường, có gì đâu, đâu có ai đâu mà hung dữ, đâu có ai mà sân si với ai đâu. Nhưng mà đụng chuyện mới biết mình hiền hay không, cái chỗ này mới cái chỗ quan trọng. Nếu mà chúng ta không có lòng hiền thì đụng chuyện thì sao? Tham sân si nó nổi lên. Còn nếu lòng mình đã hiền thì sao? Đụng chuyện nó bình thường với đồng đạo à. Cho nên vì mà chính vì thế mà ở đây Đức Thầy dạy mình là không phải là cái hiền ở bên ngoài, mà phải làm sao làm cái hiền bên trong á. Chứ đừng có làm tạo cái hiền, cái dáng vẻ bên ngoài là hiền, thấy dòm cái tướng thấy hiền khô à, mặc bộ đồ thấy dễ thương quá, bị mặc bộ đồ tu thấy hình dáng tu, nhưng mà đụng tới cái rồi là thì sao? Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nói lo đình đâu có định chừng, cho ta biết mà con giữ trước, thì cái này chưa phải là lòng hiền. Cho nên vì vậy mà ở đây chính Đức Thầy dạy chúng ta là phải lòng hiền, tức là phải cái tâm mình hiền mới được quý ông đạo à. Cho nên có đôi khi chúng ta ăn chay, chúng ta tu vậy đó quý vị, mình ăn chay mấy chục năm vậy đó, mà người ta phán cho mình câu, ta nói ăn chay không phải là hiền, ăn chay cho đỡ tốn tiền cá linh, là cái này coi chừng là ta thấy ai rồi đó. Ai mà ăn chay mà không có hiền không có lành, cho nên ta mới nói cái câu này đây. Không quý vị, thôi giờ tôi sửa lại cái câu này đi. Ta nói ăn chay không phải là hiền, ăn chay cho đỡ tốn tiền cá linh, ăn chay không phải là tu, ăn chay hà tiện sắm lưu đựng vàng. Bây giờ tôi sửa lại cái này cái nghe. Ăn chay không phải là tu, mà ăn chay còn phải biếu xu cho người, tức là ăn chay chúng ta còn phải bố thí giúp đời. À, phải làm việc nghĩa giúp đời, đó là đồ lao muốn lắng sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới màng, như mới gọi là hiền. Thưa quý đồng đạo, như thì ở đây muốn nói là Đức Thầy hôm nay mục đích ngài trở lại đó là không gì hơn là gì? Tìm cái gì quý vị? Tìm người hiền. Cho nên thầy nói là cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm chứ mày người hiền mà thôi. Thì mục đích là tìm cái người hiền, hay là tìm con lành dắt lại Phật đường nè. Như Đức Thầy mục đích là ra đời là tìm cái người hiền, người lành. Như vậy thì ở đây đó, cái người hiền, người lành là người nào quý đồng đạo? Xin thưa hết trơn quý đồng đạo, mà đây là người hiền lành hết nè. Nhưng mà sở dĩ là chúng ta hiền lành mà không có hiền lành nó bền là bởi vì sao? Mỗi con người chúng ta đều có cái tâm lành, đều có tấm thiện, nhưng mà bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tánh này nè. Cho nên trong sách gọi là Tam Tự Kinh nói đó, nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cặn, tập tương diễn, cậu bất giáo, tánh nai thiện. Nghĩa là con người mới sanh thì đều có cái tánh hiền lành,
Nhưng mà vì sống đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạy với thế giới, cho nên người hung tàn bạo ngược, tánh ít liền ô nhiễm đây. Cho nên người mới sanh thì tánh thiện trời dành, mới lớn lên tập nhiễm lợi danh. Cho nên chính vì thế mà nó mất đi cái tánh thiện. Cho nên hôm nay Đức Thầy ngày ở than sao quý vị? Đức Thầy than sao? Giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mắt sao? Gương hiền nơi đầu. Tức là chúng ta đánh mất đi cái gương hiền, cho nên hôm nay Đức Thầy mới đem lại trở lại cái người hiền đây. Và đồng thời cái người hiền mà đạt đến cái chỗ được lòng hiền đây đó, là phải chúng ta thứ nhất là phải sao? Bây giờ muốn được lòng hiền thì đầu tiên chúng ta phải làm sao? Phải thân hiền trước cái đã. Thân hiền rồi khẩu hiền rồi mới ý hiền thì mới đạt đến cái chỗ là lòng hiền được. Mà cái thân chưa hiền thì chưa phải là cái người hiền. Cho nên cái thân mình phải hiền, mà cái thân hiền là phải làm sao? Thân hiền thì tự nào giờ cái thân này mình chưa tu thì mình sát sanh đạo tặc tài dâm phải không? Mình làm việc quấy, mình hành động là những cái việc tội lỗi. Bây giờ mình giác ngộ tu rồi, cái thân này đó mình phải thân hiền, đó là gì? Làm những việc đem lợi ích cho mọi người, làm những việc đem lại cái niềm vui cho mọi người, thì đó là cái thân hiền. Đó là nào? Mới Đức Thầy giải hay sao? Sát cằn tục dư cây cạnh khến, sao nữa? Làm hiền hoài ắt phải tiêu mòn, đẹo với bào riết nó cũng tròn, đến chừng đó trông vào các tốt. Mà đặc biệt có một điều không có chịu đẻo bào chứ. Cho nên vì vậy mà sao? Đi tới đâu rồi trà gai tới đó, cạnh khến tới đó nó dướng nó vào, ta chịu không nổi. Cho nên ta gặp mình đi tới đâu ta né tới đó là ta chừng mình tu lâu mà tu lộn rồi đó. Tu mà chưa được hiền, cho nên vì vậy mà ta gặp mình ta sợ hết, ta né. Còn mình tu mà mình hiền rồi sao? Như cái cây mà nó trơn lá vậy đó quý vị. Cho nên đó là chúng ta phải làm sao? Phải sửa cái thân này, tức là phải làm hiền hoài thì ác phải tiêu mòn, tức là nó tiêu mòn những cái gai gốc đó, những cái mà nó làm cho người ta khó chịu đó. Như vậy cái người tu làm sao phải sửa cái thân như vậy chúng ta phải làm sao sửa cái thân này. Cái thứ hai là sửa cái lời nói, là cái miệng của mình. Cái miệng của mình thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà nghĩ rằng cái hành động đó mới làm sát thương người khác. Nhưng mà xin thưa, cái miệng nó còn làm sát thương cao hơn nữa gì à? Cái lời nói của mình nó còn hơn là cái lưỡi gươm, lưỡi kiếm mà để đâm vào tim của người ta. Cho nên là có thể nói là chỉ một lời nói là chúng ta làm cho người ta phải đau khổ, phải dằn vặt suốt cả cuộc đời. Chỉ một lời nói mà có thể làm cho người ta nguyên sinh tự tử. Cho nên Đức Thầy dạy là xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày thuận với hòa, hay ghét với gầy cũng cái lưỡi làm đầy các việc đây. Cho nên vì vậy mà hôm nay chúng ta tu cái khẩu thì bây giờ quý vị muốn nói gì nói tới ngày cũng được, mà nói cái lời lành, nói lời thiện, nói lời đem lại cái hạnh phúc cho mọi người thì chúng ta cứ việc đó. Mà Đức Thầy dạy sao? Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh thì sao nữa? Hiền từ. Nãy giờ nói hiền là cái nào cũng có cái chữ hiền trong đó, chứ phải không? Thân cũng hiền mà khẩu cũng hiền đây. Bây giờ tới cái ý hiền, đúng không nào? Bây giờ ý hiền tức là gì? Tức là ý mình có tham, có sân, có si. Bây giờ chúng ta phải làm sao tu cái ý này. Bây giờ hỏi cái việc hung ác, cái việc tham sân si nó vừa khởi lên thì chúng ta phải làm sao đem cái tâm từ bi đó, chúng ta dập tắt nó liền. Việc hung ác hỡi vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Sự quán thù đáp lại cái gì? Chữ hiền thì thù quán tiêu tàn mặt hết. Rõ ràng chỗ nào cũng có chữ hiền hết đâu quý vị. Như vậy thì ở đây chúng ta phải làm sao? Phải là được thân hiền, khẩu hiền và ý hiền. Ở đây thời gian không có cho nên chúng tôi không thể nào chi tiết. Mình chỉ đưa ra để quý vị đồng đạo mình thấy được rằng là cái người tu mà muốn đạt được cái chỗ lòng hiền thì chúng ta phải được thân hiền, khẩu hiền và ý hiền. Khi đạt được cái lòng hiền mà thân khẩu ý chúng ta đã thanh tịnh rồi, đã hiền rồi thì sao? Thì cái đó lúc bây giờ tâm chúng ta an rồi đó, gọi là lòng hiền rồi đó. Mà cái lòng hiền này đó quý đồng đạo Đức Thầy dạy mình đó, cái hiền ở đây thân khẩu ý hiền, nhưng mà không phải hiền một giây, một phút, một lát. Trong giờ phút này mình ngồi giữ thuyết giảng thì ai cũng hiền hết, thân khẩu ý đều hiền phải không? Nhưng mà trở về nhà thì sao? Trở về nhà thì đụng chuyện cái thì cái hiền nó mất tiêu rồi, nó trốn đâu rồi, phải không vậy? Cho nên phải làm sao đó Thầy dạy là lòng hiền phải giữ vẹn sớm chiều. Giữ vẹn là giữ vẹn là tức là gì? Vẹn là làm cho nó tròn đó tức là giữ vẹn tức là làm cho nó tròn vẹn tức là làm cho nó thành công. Gọi là giữ vẹn là làm thành công tức là chúng ta lúc nào cũng phải hiền hết. Như vậy thì ở đây muốn nói giữ vẹn sớm chiều, cái từ sớm chiều là chỉ cho thời gian. Mà sớm chiều nếu chúng ta phân ra đó thì có hai phần, đó là một là sớm chiều là gì? Là chỉ cho sớm và chiều, là chỉ cho hai thời công phu cúng lại sớm chiều của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng ta cúng lại sớm chiều để chúng ta nguyện hứa cái lòng hiền của mình đây. Bây giờ mình nguyện hứa là sao đây?
cái bài nguyện trước bàn thờ ông bà mình nguyện sao? Cúi đầu lại tạ tổ, cúi kính dâng hương trước đủ quyền cầu trên đất tổ chứ. Chứng lòng thiền nay con tỉnh ngộ, quy Phật chí dốc làm sao? Tu gì? Tu hiền tạo phước duyên. Đây là mình nguyện hứa nè, sáng nguyện hứa, chiều nguyện hứa, phải không? Rồi giờ cái bài quy mình nguyện sao? Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, rồi nam mô Phật phương Phật, Phật phương pháp, Phật phương tăng, nam mô Phật tổ, Phật thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan trụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ơn chúng mình. Nay con nguyện ca hối như sao? Ăn năn làm gì? Làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày, tu gì? Tu hiền theo Phật đạo, cũng hiền nữa. Vì sớm chiều chúng ta nguyện là mình làm hiền đây. Như vậy thì muốn nói là lòng miền giữ dạng sớm chiều là chỉ cho ai thờ cúng lại. Chúng ta đã nguyện hứa là mình nguyện làm lành lánh dữ, mình nguyện làm hiền đây. Mà thầy dạy là chớ bỏ lời thời đâu Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chúng non xanh. Hàng ngày đó là mình nguyện trước Phật cảnh đó, hàng ngày đó là mình nguyện, đó là mình nguyện trước Phật đó, quý ông đạo à. Cho nên vì vậy mà mình nguyện làm hiền thì chúng ta phải làm sao hiền mới được. Cho nên lòng hiền giữ dạng sớm chiều ở đây muốn nói là trong cái thời khóa chúng ta cúng lại, chúng ta cũng giữ cái lòng hiền. Nhưng mà cái thứ hai là ngoài thời khóa chúng ta cũng phải giữ cái lòng hiền, đó là trong tứ tướng hoài nghi cũng giữ cái lòng hiền. Như vậy mới gọi là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, đó là chỉ cho cái thời gian suốt một ngày. À, như vậy thì từ cái lòng hiền mà ngày này chúng ta cũng hiền, qua ngày kia chúng ta cũng hiền, chúng ta hiền hoài như vậy thì sao? Làm hiền hoài như vậy thì chứng đạo giải thoát. Mà cái chỗ làm hiền chứng đạo giải thoát mà Đức Thầy nói là sao? Cư trần bất nhiễm là người thánh, lãng tục làm sao? Đừng mê chứng bực hiền. Đó là chúng ta chứng được bực hiền rồi. Làm hiền hoài như suốt ngày, suốt năm, suốt tháng mà chúng ta cứ hiền hoài thế gì thì cuối cùng chúng ta chứng được bực hiền. À, như vậy thì muốn nói cái hiền ở đây là cái hiền của Phật, cái hiền của bậc giải thoát. Mà chúng ta đạt được cái lòng hiền này thì chúng ta sẽ đạt được cái chỗ là lấy chỗ cứu cánh giải thoát. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta là đại diện cho cái bậc giải thoát bậc hiền, mà Đức Thầy chưa biết sao? Đời vật chất văn minh tranh cạnh, chữ lợi quyền giật giết lẫn nhau. Rồi sao nữa? Động lòng hiền chư Phật đến đâu, ra kinh sấm dạy răng trần thế. Động lòng hiền là động lòng Thầy, động lòng hiền là động lòng Phật nè. Chỉ Đức Thầy động lòng mà trở lại đây nè, động lòng của đấng từ bi nè, là cái bậc đại hiền trở lại đây để giác ngộ mình, để dẫn dắt kiếm con hiền đức dắt về. Về đâu? Về nơi cõi Phật Tây Phương ngàn ngàn. Rõ ràng như vậy thì hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là gì? Đó là lòng hiền phải giữ dạng sớm chiều, đó là chúng ta phải giữ dạng cái con người hiền của mình. Mà hỏi người hiền thì phải có bốn đại đức, đó là gì? Từ, bi, hỷ, xả thì mới gọi là hiền của mình đạo à. Mà hiền mà thiếu từ bi thì chưa phải là hiền của Phật. Hiền mà thiếu hỷ xả thì chưa phải là hiền của Phật. Hiền của Phật thì phải từ bi, phải hỷ xả. Như vậy thì hiền từ bi hỷ xả thì sao? Tức là lúc nào cũng thương xót hết tất cả chúng sanh, thương xót hết tất cả mọi người. Vì thương xót chúng sanh mà hằng ngày mình nguyện làm sao? Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Đó là hiền thương hết chúng sanh đó, phổ độ chúng sanh. Mà sao mình nguyện hàng ngày sớm chiều nguyện phổ độ chúng sanh mà mình còn phiền não với chúng sanh, mình còn giận chúng sanh, mình còn ghét chúng sanh, mình còn sân ghi chúng sanh? Vì mình đâu có phải là hiền ra cái gì. Vì hiền mà phổ độ chúng sanh là thương hết chúng sanh thì sao? Mình không có giận chúng sanh, mình không có ghét chúng sanh, mình không có tham sân ghi chúng sanh. Chúng tôi nói ví dụ đi mấy bà đi, bữa nay mà mình đi về mà mấy ông mà lỡ mà mấy ông có bỏ nhà bỏ cửa giờ đó đi dự thuyết giảng hay về tới nhà cơm nước này kia nọ, mấy ông nhiều khi mấy ông hơi cằn nhằn cỡ nhữ, mình đã đừng có nên buồn, thấy không? Đừng có nên bức rứt và đừng có nên phiền não giận mấy ông, mà thông cảm thương cho mấy ông. Bởi vì sao? Mình giận mình buồn rồi sao? Chiều mình chắp tay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi phổ độ chúng sanh, cũng là phổ độ mấy ông nữa, thì thôi đừng có buồn mấy ông chi. Hay là mấy ông lỡ mà có rượu chè cờ bạc vậy đó, thôi năn nỉ khuyên mấy ông, mình chuyển hóa mấy ông, chứ đừng có nên cự cãi, đừng có nên la lối, đừng có nên làm cái gì đó mà làm cho mấy ông nó là tức giận, phải không? Như vậy thì sao? Đó là để phổ độ chúng sanh. Còn đằng này đó mà mình không phổ độ chúng sanh mà mình phổ đập chúng sanh là không được. Mình đó là mà không phổ đập chúng sanh mà mình phổ giận chúng sanh thì không có được, phải không vậy? Có khi nào mà chấp tay Tây Phương mà mình phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật mà bỏ ông chồng tôi ra không? Hay là chấp tay mình nguyện Tây Phương Cực Lạc mà bỏ vợ tôi ra không? Vợ tôi có quá, wow, bữa này tôi đức quá à. Có ai vậy không? Xin tôi không có.
Như vậy thì sáng cứu cung nguyện như vậy phổ độ chúng sanh, mà chiều cứu cung nguyện phổ độ chúng sanh, như vậy thì mình phải thương chúng sanh mới được. Đó vì đó là từ bi hỷ xả đó quý đạo à. Chứ tôi chỉ đại sơ chỉ là giải thích sơ gọn gì thôi thì thời gian không có. Như vậy thì Đức Thầy giả là lòng hiền giữ vẻ sức chiều, ngoài cái việc chúng ta thể hiện qua cái tâm từ bi của cái lòng hiền của mình, đó là bốn đại đức của chư Phật rồi. Bên cạnh đó là sao nữa? Xem kinh niệm Phật sửa mình cho chơi. À quên đó, lòng hiền giữ vẻ sớm chiều, xem kinh niệm Phật sao bỉ miều mặt ai. Đồng đạo, đồng đạo mình hay không? Ý là đọc mới chặt có chút xíu là biết liền ha. Tính ra là đồng đạo mình phải nói là thuộc giáo lý vô cùng. Lòng hiền giữ vẻ sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Xin thưa quý đồng đạo, như vậy thì xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai? Xem kinh là xem kinh nào? Xem kinh à, đồng đạo mình rất hay. Bây giờ mình khỏi nói là đạo mình đã thấm nhuần rồi. Xem kinh tức là chúng ta đọc sấm giảng thời gian giáo lý này quý vị à. À, sấm giảng thời gian giáo lý của thầy là kinh là kệ. Bởi vì Đức Thầy đã rút trong các luật các kinh rồi, tùy lòng không nét làm bên giảng này. Cho nên giáo lý Đức Thầy chúng ta là kinh, giáo lý Đức Thầy chúng ta là kệ, giáo lý Đức Thầy chúng ta là kinh, là luật, là luận. Trong này Đức Thầy rút hết trong này rồi. Cho nên đại thầy cho biết là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp mọi giới truyền khai đạo pháp, tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp đức thần tả bổn kinh. Rõ ràng Đức Thầy ngài chấp đức thần để mà tả bổn kinh. Hay là chỗ khác Đức Thầy cho biết: Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Sao nữa? Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Như vậy thì muốn nói là kinh ở đây là tức là cái cuốn sấm giảng thời gian giao lý đây. Như thì chúng ta đừng nghĩ rằng xem kinh ở đây tức là mình đi ra ngoài tiệm sách rồi mình mua nào là kinh Đại Bát Niết Bàn, nào là Bát Nhã Tâm Kinh, nào là kinh Kim Cang về mình coi. Xin thưa quý đồng đạo, với cái trình độ của chúng ta đó thì không thể nào mình nghiên cứu nổi. Như hồi nãy bác Tám mà đồng Bình Lương có nói đó à, như vậy thì chúng ta không thể nào mà học hết được qua cái kinh sách mà gọi là 10.000 gọi là thiên kinh đó. Không thể nào học hết được cuộc đời mình được. Mà trong khi đó hôm nay Đức Thầy chúng ta ngài đã chắc lọc rồi, nấu lọc thành văn diễn bài thành ý, rút lại những cái gì cốt lõi, những cái gì tinh túy nhất, những cái gì nó phù hợp với căn cơ trình độ chúng sanh, thì phải rút trong cái cuốn sấm giảng thời gian giáo lý này hết rồi. Cho nên trong này nó đầy đủ hết, không thiếu gì hết, gọi là dạy tặng tường chẳng chút nào sai, thương sanh chúng tỏ bài quá kỹ rồi, không có thiếu sót gì hết quý vị đạo à. Giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vô tròn, trong này nó đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Cho nên đồng đạo mình cứ, mình là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì chúng ta y cứ vào giáo lý Phật giáo hòa hảo mà tu, y cứ vào tôn chỉ hành đạo của Phật giáo hòa hảo mà hành à. Chúng ta có thầy, có sách, có kinh, có đầy đủ, cho nên mình không cần phải tìm hiểu ở đâu, không cần phải nghiên cứu ở đâu, mà cứ căn cứ vào lời dạy này chúng ta trì hành, nhất định chúng ta sẽ thành tựu. Còn nếu chúng ta muốn học rộng hiểu nhiều là chúng ta trước nhất phải có cái cơ bản. Đó là gì? Tức là mình phải có cơ bản gì giáo lý, nắm vững cái cơ bản này đi. Quý vị muốn đi đâu cũng được, mình thấy cái chỗ nào nó không đúng là mình biết rồi. Nhờ cái giáo lý này là cái thước đó để chúng ta biết. Còn nếu mình không có cơ bản này mà mình chạy đó, chạy đầu này chạy đầu kia coi chừng lạc đường, mình không biết mình lạc đường đúng không đâu. Cũng như thay vì chúng tôi nói ví dụ đi, cái cơ bản là gì? Như đây đi ra thành phố, mình đã từng đi, cũng như mình đã coi giáo lý rồi, mình biết rồi, thì coi như là chúng ta có cái cơ bản này sao? Chúng ta cứ y cứ theo cái con đường đó mà mình đi thì không có lạc đường. Mà đặc biệt cái mình không có coi giáo lý, mình chưa hiểu giáo lý gì hết, mà mình gặp kinh sách nào mình cũng coi, gặp kinh sách nào mình cũng nghiên cứu, thì coi chừng chúng ta dễ lạc vào cái gì? Biển trùng dương, dễ lạc vào trong cái rừng thiên nước độc. Bởi vì mình không có la bàn, không có kim chỉ nam, thì không có bản đồ thì làm sao chúng ta đi đúng cái định hướng được. Cho nên cần tối thiểu là quý đồng đại chúng ta cần phải làm sao hiểu giáo lý đi. Như vậy thì ở đây xem kinh ở đây là chúng ta học đọc giáo lý, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Thưa quý đồng đạo, thì ngoài cái gì chúng ta xem kinh đó là văn huệ, xem kinh đó là văn huệ. Mình Đức Thầy dạy là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mà hồ. Đây thuộc về văn huệ. Tìm hiểu nghĩa đó là tư huệ, làm theo đó là tu huệ, thì cuối cùng chúng ta được đắc huệ, đó là giải thoát. Như vậy thì hôm nay muốn nói là xem kinh đó là chúng ta học đọc giáo lý để có văn huệ, để chúng ta hiểu được. Ngoài việc xem kinh, chúng ta học đọc giáo lý để chúng ta tư duy quán chiếu, hiểu biết được đâu chánh đâu tà, đâu chân đâu vọng, đâu thiện đâu ác. Quý vị mà có học hiểu được giáo lý,
có nắm vững cái cơ bản giáo lý rồi, dù bên ngoài có cái gì đi nữa quý vị cũng không bao giờ nao núng, không bao giờ làm cho mình đó là có một cái xu hướng để mà chúng ta chạy theo. Mình biết được mình có thầy, có sách, có kinh, thầy mình đã dạy đặt rồi, không có thiếu gì hết. Cho nên cái gì nó phù hợp với đức thầy chúng ta thực hành, còn không phù hợp chúng ta không nghe theo. Vì đức thầy mình đã kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Bao nhiêu tâm não gớt tôm dặn dò kỹ lưỡng trăm năm khắc phục, bao nhiêu cái trí tuệ siêu phàm của đấng đại giác ngộ đã gom trong cái cuốn sách giảng giáo lý này nè, bao nhiêu cái tuệ giác của đức Phật đã gom vô đây hết rồi nè, của đức thầy chúng ta gom vô đây nè, mà mình không học theo, mình là nghe đâu bên ngoài thì coi chừng chúng ta lọt ngoài khơi mới một phang cái gì à? Thì chúng nó thẳng mồm chạy lướt, nó mạnh dữ lắm, bởi vì cái bờ của nó mạnh lắm, thẳng mồm chạy lướt lọt ngoài khơi mới một phang. Khi xưa đức Phật mà ngài dân du quá chúng cái gì biết, trong giai đoạn đức Phật đó, tà sư ngoại đa giáo dãy đầy, mặc dù cái người theo Phật rất là ít cái đồng đạo. Hiện nay quý vị thấy trên thế giới này bao nhiêu tỷ người, và cái người theo đạo Phật bao nhiêu, chúng ta thấy như vậy thì nếu chúng ta nói số đông là cái số đúng, coi chừng chúng ta nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta phải lọc lừa cho kỹ mới được, nếu không thì chúng ta dễ lạc lầm. Chính vì thế mà hôm nay người tín đồ và cháu hỏi chúng ta phải làm sao, căn cứ vào cái nền tảng giáo lý mình tin tưởng đức thầy chúng ta là Phật thì sao, mình phải tu theo, thực hành theo. Mà tôi nói ví dụ nghe, giờ này ở bên ngoài có ông Phật nào thiệt xuất hiện gì nữa mình cũng không theo. Bởi vì sao? Đức thầy mình là Phật thì Phật là Phật giống nhau, Pháp là Pháp giống nhau, thì chúng ta đã theo Phật rồi, quy theo Đức Quỳnh giáo chủ đức thầy chúng ta là Phật rồi, thì dạy gì mình chạy theo ông Phật nào nữa. Chúng tôi nói dù có ông Phật kia mình cũng không theo đâu. Quý vị có đồng ý với tôi chỗ nào? Dạ, cảm ơn quý đồng đạo, cảm ơn cái thằng phá tay mình. Như vậy thì hôm nay mình phải khẳng định rằng mình phải làm sao thực hiện đúng theo tôn chỉ giáo lý, thực hiện đúng theo là dạy đức thầy. Như vậy hôm nay đức thầy dạy mình đó là gì? Xem kinh để chúng ta hiểu, để chúng ta biết đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên giáo lý nó có cái công năng là gì? Để nó là cái chìa khóa để mở rộng cái tâm chân lý, là sức mạnh vạn năng cho tín ngưỡng chân chánh. Trên con đường học chánh nó giúp cho mình có một trí sáng và một trí vô biên. Trên con đường giác ngộ tu tập nó giúp cho mình phân biệt được đâu là chánh, tà, chơn, vọng, thiện, ác, đúng sai. Là nhờ có giáo lý này. Nếu tôi nói thiệt quý đồng đạo, nếu mà không có giáo lý này đó, thì tôi và quý vị mình giờ này mình không biết đường đâu mà đi đâu. Mình mù mờ vậy đó, mình không biết đâu đâu. Gặp ở đâu mình cũng chạy theo, gặp ở đâu mình cũng hướng theo. Nhưng mà mình nhờ có giáo lý này mà chúng ta mới thấy được. Mà chúng ta không có chạy theo, không có theo phong trào, không có theo cái gọi là cái xu hướng nào hết. Thấy không? Chính là nhờ có giáo lý. Chính vì thế mà hôm nay may mắn là chúng ta hạnh phúc vô cùng, mình có thầy, mình là một vị Phật ra đời. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật về thì xuống đây được. Vậy thì hôm nay chúng ta phải làm sao? Là xem kinh. Mà ngoài việc xem kinh, chúng ta còn phải hành trì pháp môn đó là niệm Phật. Xem kinh niệm Phật mỹ miều mặc ai. Như vậy thì niệm Phật ở đây là tức là chúng ta trì cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ hồng danh. Mà đồng đạo hồi nãy có đặt cho tôi cái câu hỏi này, sẵn đây tôi giải luôn câu hỏi này đi. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Nam Mô tức là cái nghĩa của Nam Mô là gì? Nó có 6 cái nghĩa, đó là cung kính, kính lễ, cầu ngã, cứu ngã, độ ngã, quy y. Đó là cái chữ Nam Mô. Mà A Di Đà Phật là vô lượng thọ, A Di Đà Phật là vô lượng quang. Tức là vô lượng thọ là tuổi sống vô lượng, vô lượng quang là hào quang vô lượng, gọi là hào quang chư Phật gọi mười phương ha. Mà vô lượng thọ là đường sanh mạng Phật, đa đồng thọ, tánh an nhiên, bất diệt trường tồn, không còn sanh già bệnh chết nữa. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng thọ, mà Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang. Sau này người ta dịch thêm một cái nghĩa nữa, Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Như vậy thì cái nghĩa vô lượng thọ, vô lượng quang là cái nghĩa gốc, và vô lượng công đức là bởi vì người ta thấy công đức của Đức Phật vô lượng quá, cho nên đặt thêm cái nghĩa đó là vô lượng công đức. Như vậy thì thưa quý đồng đạo, như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật đây là chúng ta cung kính Phật, kính lễ Phật, cầu Phật cứu con, độ con, được tuổi sống như Phật, được cào quang như Phật, được về cảnh giới của Phật. Mà được không quý vị? Được. Bởi vì đường sanh mạng Phật, ta đồng thọ nè, là Phật, là Đức Phật A Di Đà, mà ta là chỉ cho mình nè, đồng thọ là cùng một tuổi với Đức Phật. Đức Phật sống bao nhiêu là mình sống bao nhiêu. Như vậy mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó là chúng ta được Đức Phật thọ ký cho mình là đường sanh mạng Phật, ta đồng thọ, tánh an nhiên, bất diệt trường tồn rồi. Thứ hai là hào quang vô lượng, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, đó là A Di Đà, tức là A Di Đà gọi là tuổi sống vô lượng, hào quang vô lượng, công đức vô lượng. Hôm nay mình nương vào cái tuổi sống vô lượng của Phật để được chư Phật, nương vào cái hào quang của Phật để được chư Phật,
Tức là lúc nào chúng ta cũng sao, cái hào quang ấy là cái sức sáng, mà sức sáng của trí tuệ. Nhờ niệm câu niệm Phật mà chúng ta có được cái gì? Tâm trí sáng suốt, tâm bình tĩnh, để rồi trí huệ nó phát khai. Mà Đức Thầy dạy là nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh, sao? Được thì phát huệ. Nhờ câu niệm Phật mà tâm bình tâm tịnh trí tuệ phát khai. Còn nếu mà không có câu niệm Phật thì sao? Mình không có niệm câu niệm Phật thì cái trí tuệ mà nó tâm không bình tánh không tịnh thì nó phát cái gì? Nó phát huệ mà nó phát bạo. Theo gì? Cho nên hôm nay chúng ta nương vào câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để nhằm mục đích để chuyển hóa cái thân tâm của mình đây. Bởi vì thân tâm của mình từ xưa ra chúng ta sống theo cái gì? Cái gọi là sống theo trần cảnh thế gian, chạy theo gọi là gì? Tâm viên ý mã. Nhà Phật cho là tâm viên là tâm mình chẳng khác nào như gì? Như con khỉ mà chuyền cành, như con ngựa mà chạy đường dài. Hôm nay chúng ta lấy câu niệm Phật để chẳng khác nào thuần phục cái con khỉ của mình, thuần phục cái con ngựa vọng tâm của mình, không cho nó chuyền cành nữa, không cho nó chạy theo cái con đường luân hồi sanh tử nữa, mà dừng lại tại đây. Tức là mình phải là sao? Phải dừng cái nhảy dây cương của con ngựa vọng tâm của mình, không cho nó chạy nữa, cho nó dừng lại. Và đồng thời cái con khỉ của mình phải tập cho nó, để làm sao cho nó được lái xe nè, nó chạy xe đạp được nè, nó gánh nước được nè, chứ không để cho nó chuyền cành này cành kia nữa. Vì mình phải điều khiển cái tâm của mình, mà muốn điều khiển cái tâm của mình thì phải làm sao? Thầy dạy mình sao? Trong sách thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng, ngoài thì chấp thủ bằng cái lục căn. Bữa nay nâng cái tầng số nữa quý vị, mình niệm Phật mà niệm Phật để giám sát lục căn. Đó là chúng ta niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà chúng ta phải giám sát lục căn. Đó là gì? Sáu cửa, sáu căn này đây. Mà quý vị niệm Phật mà không giám sát lục căn thì sao? Cái miệng niệm Phật nhưng mà con mắt thì ngó bên ngoài thì sao? Nam Mô Mô Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật mà sao? Lòng thì tà gian là không được. Niệm Phật mà không nhiếp được sáu căn thì sao? Bất ngu bất cày đặng chúng làm ăn chừng đau, niệm Phật lăng xăng, Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian. Chứ niệm Phật đây là chúng ta niệm Phật không nhiếp sáu căn, cho nên niệm Phật làm sao phải nhiếp sáu căn? Đó là vì chúng ta quan sát, quan sát sáu cái cửa này, không cho sáu cái con cửa sông này nó chảy vào cái ruộng, cái biển tâm của mình. Cái biển tâm của mình vốn dĩ là nó vắng lặng, vốn dĩ là nó thanh tịnh, vốn dĩ là nó trong sạch. Nó vắng lặng, nó thanh tịnh, nó trong sạch cái biển tâm của mình. Nhưng mà vì sáu căn này đây nó gót vô những cái nước gì? Sáu cửa này cho nó chảy những cái nước gì? Nước ô nhiễm, nước phèn, nước đục, nước mặn nó chảy vô, làm cho cái biển tâm trong sạch của mình, vắng lặng của mình nó bị ô nhiễm. Cho nên hôm nay chúng ta phải làm chủ được sáu căn, đó là nhiếp sáu căn lại, đó là lấy câu Nam Mô A Di Đà Phật để nhiếp sáu căn. Nam Mô A Di Đà Phật đó là gì? Tức là chúng ta không để cái tâm vọng tưởng bên ngoài. Nhiếp được sáu căn đó là lấy câu luật tự mà Đức Thầy dạy, đó là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ vọng niệm chúng sanh. Mà ấy không có vọng niệm thì làm sao thân khẩu ý là chủ, mà ý nó đã làm chủ, mà trong khi nó nhiếp tâm vào câu niệm Phật thì trong khi đó mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó đâu có cái ý tưởng đặt trong đó mà để nó sai sử, vì cái ý lúc này nó đang hướng về câu niệm Phật. Cho nên chính vì thế mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta qua cái phương pháp niệm Phật mà Thầy dạy, đó là xem kinh niệm Phật. Tức là chúng ta niệm là tưởng nhớ, là niệm trong tâm, chữ niệm là tưởng nhớ, lúc nào cũng tưởng nhớ cái câu niệm Phật. Mà quý đồng đạo chúng ta, hãy mình tưởng nhớ Phật thì mình đâu có nhớ chúng sanh, mà ngài có một điều mình cứ tưởng nhớ chúng sanh không à. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta sanh tử khổ đau. Cho nên hôm nay chúng ta tưởng nhớ Phật, tức là cắt đứt đi cái vọng niệm khổ đau, cắt đứt đi cái con đường sanh tử. Chính vì thế mà quý đồng đạo chúng ta thấy rằng đó, mình nếu mà hàng ngày mình không niệm Phật thì sao? Mình giao tiếp với mọi trần cảnh bên ngoài này nè, tức là mình không có cái câu niệm Phật để chế ngự cái tâm của mình đó, thì giao tiếp bao nhiêu là sao? Mình thâu vô hết bao nhiêu. Cho nên có nhiều đồng đạo hỏi tôi dưới này, hỏi Trung Cang ơi, mới ngày qua bà lão 84 tuổi điện thoại hỏi Khương quá mừng rồi. Nói Trung Cang, cả này khỏe không? Người có đi thuyết giảng không? Nói dạ có. Nói bữa nay đó trời, thấy trời mưa, chắc bà lão Trung Cang không đi thuyết giảng nên mới dám hỏi. Nghe mình nói mà mình đau lòng, mình thương bà lão vô cùng tội nghiệp. Bà sợ mình đi thuyết giảng không dám hỏi, bà nó muốn hỏi dữ lắm mà không dám hỏi. Nói cứ hỏi đi bà cụ. Bà nói là hỏi con vậy chứ tại sao niệm Phật trọng tâm hoài con ơi. Thì lúc bây giờ mình nói thưa bà, sở dĩ hằng ngày mà mình niệm Phật mà mình vọng tâm, tức là sao? Bởi vì mình cúng đó, khi tới thời cúng xong rồi thầy dạy mình niệm Phật trong thời khóa đó, cúng xong rồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì trong cái giờ cúng đó mình cúng xong rồi mình ngồi xuống mình niệm Phật đó, cái mình kiểm soát là mình
cái mình ngồi mình niệm Phật một lát, cái tự nhiên cái mình niệm được vài tiếng Phật vậy đó, còn nhiêu đó là nó không đi Tây Phương mà nó đi sang qua Tây Ninh, đi qua đó là chỗ khác không à, nó không qua Tây Phương nữa. Mà mình không hay coi lại thì nãy giờ ngồi nửa tiếng 15 phút nửa tiếng hồ mà coi lại nãy giờ đi đâu chứ không có đi Tây Phương, phải không vậy? Tức là cái tâm tưởng của mình nó vọng khởi điên đảo. Do nữa đó là do đâu? Là do nó gì? Hằng ngày này nè, tôi và quý vị mình nè, hằng ngày mình không kiểm soát được tâm mình. Như hồi nãy tôi nói là sáu căn mình không kiểm soát á, mình không có trong sát căn giám thị nó, cho nên mình thả lỏng nó, mặt tình nó tự do hàng ngày, gọi là gì, cái vọng niệm của mình nó điên đảo hàng ngày, nó đã dãy đầy rồi, mình đâu kiểm soát đâu, mình thả lỏng mà mình đâu có quan sát gì đâu. Cho nên tư tưởng niệm tưởng đủ thứ mọi sự việc cho thế gian này hết còn thơ cháo cơm máu gạo tiền, nó niệm tưởng đủ thứ đây. Cho nên đến bây giờ cũng chỉ có vài chục phút mà làm sao mình kiểm soát nó nổi, lúc này nó quậy mà không tơ tả nó đâu, phải không? Tại vì hàng ngày mình không có giám thị, mình không có gầy la nó, mình không có kiểm soát nó, cho nên đến giờ phút đó nó sẽ tấn công mình. Cho nên quý vị mình muốn làm sao chúng ta hàng ngày được thường phục để niệm Phật được đó, là nhất tâm niệm Phật được, không có bị vọng tưởng, là chúng ta phải quân tập từng giờ từng phút từng giây, chúng ta quân tập lần lần chúng ta sẽ thành công. Cũng như thay vì tôi nói ví dụ, cái người tự nào giờ mình chưa từng chạy xe, quý vị có khi nào mà tự nhiên kêu quý vị lên chạy chiếc xe quý vị dám chạy không? Chưa từng chạy xe lần nào quý vị không bao giờ dám lên chạy, chạy là nó sẽ lủi, đụng vô cột lồng đèn nó lủi xuống bờ lề. Cho nên mình phải quân tập, mà mình đã tập chạy xe thuần thục thì sao, lên xe chạy là quý vị không cần phải chú tâm nữa mà nó vẫn chạy bình thường, là đã thuần thục rồi. Thì cái người niệm Phật mà niệm xuyên suốt mình tập nó thuần thục rồi thì sao, quý vị không niệm mà cái tâm mình nó cũng vẫn niệm Phật, nó vẫn nhớ Phật, nó độc đáo ở chỗ này. Đó là cái gì? Đã thuần thục rồi, mà đã thuần thục có thành cái nghiệp, gọi là gì? Gọi là cái nghiệp này là gì? Thiện nghiệp. Còn nếu chúng ta không tập thì sao? Đến giờ phút quan trung gọi là gì? Cái ác nghiệp, gọi là cái cặn tử nghiệp nó đến thì sao? Cái cặn tử nghiệp nó đến lúc giờ phút quan trung đó là thằng chí hôn mê gắt chiếu mến coi đời, cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được. Còn hôm nay chúng ta niệm Phật mà thường thục tập như vậy rồi sao? Thì cái thiện nghiệp đó, cái sự niệm Phật của mình hàng ngày đã quân tập đó, đến giờ phút lâm chung rồi, như hồi nãy mà bác Tám Đồng Quỳnh Lương đó, đến giờ phút lâm chung chỉ còn nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn tất cả bên ngoài nó không có còn nhớ cái gì, mà chỉ nhớ có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đến giờ phút đó là sao? Ao sen máu Tây Phương đua nở, thì chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm thì nhất định là giáng sanh thôi. Thưa quý đồng đạo, như vậy thưa quý đồng đạo kính mến, thì cái thời gian thì nó có hạn, thì thưa quý vị, như vậy thì qua cái phương pháp của thầy dạy chúng ta đó là gì? Xem kinh niệm Phật, đó là cái người tu tập qua cái pháp môn tịnh độ để chúng ta cầu giáng sanh. Thứ nhất là chúng ta niệm Phật phải làm sao? Phải nhiếp tâm, bằng cách đó là chúng ta niệm để diệt vọng hoàn trên, bằng cách là chúng ta quán chiếu tư duy niệm, và tức là làm sao để mà chúng ta đóng sáu căn, không cho sáu căn thấy nhiễm sáu trần, đó là lấy câu niệm Phật để chế ngự. Và bên cạnh đó thì ngoài việc niệm Phật, chúng ta để mà được thực chứng tịnh độ ngay cõi thế gian này, thì chúng ta còn niệm Phật để mà cầu giáng sanh về tịnh độ, đó là phải có tính, có nguyện, có hạnh. Mà hãy người niệm Phật mà có ba món tương ương, tính, nguyện, hạnh, thì nhất định là giáng sanh về tịnh độ. Cho nên Đức Thầy dạy là cứ nhất tâm tính, nguyện, phụng, hành thì được cứu cánh về đang dưỡng, chỉ một kiếp tay của người hưởng thoát mê đồ giúp cực luân hồi. Nhưng mà hôm nay Đức Thầy dạy mình là xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Mặt ai là gì? Mỹ miều là gì? Chúng ta niệm Phật nhưng mà mình phải làm sao? Phải thấy được cái chỗ này. Mỹ miều tức là cái sự khéo léo, cái tốt đẹp, gọi là mỹ miều. Mỹ là cái theo cái từ ngữ đó, nếu mà nói về cái từ ngữ mà Hán Việt đó thì ta gọi là mỹ diệu. Nhưng mà ở đây đọc cái từ ngữ thân của cái Việt là mỹ miều, nhưng mà nếu theo cái từ ngữ Hán đó là gọi là mỹ diệu, là khéo, là tốt đẹp. Như vậy thì mỹ miều ở đây tức là cái sự khéo tốt đẹp, mà khéo léo tốt đẹp ở đâu? Ở bên ngoài. Mỹ miều là khéo léo tốt đẹp, là chỉ cho cái sự trưng diện, chỉ cho cái sự trang điểm, tô điểm cái thân xác này, tô điểm cái vật chất trong cái cuộc đời này thì gọi là mỹ miều. Mỹ miều là chỉ cho cái sự tốt đẹp bên ngoài, chỉ cho cái sự trang điểm, tô điểm, trưng diện ở bên ngoài của xác thân, ở bên ngoài của cái phần vật chất. Như vậy thì mặc ai là mặc cải họ. Như vậy thì ở đây muốn nói là mỹ miều mặc ai là cái người niệm Phật thì chúng ta không nên tranh đấu hơn thua, không nên chen lấn, không nên đó là so sánh là cái người này như thế này, người kia như thế nọ, không nên để ý nhiều về cái vấn đề sự việc bên ngoài. Tôi là mỹ miều mặc ai là mặc cải họ. Họ có khen, có chê, họ có gì
giàu sang, có vinh hiển cái đó là mặc kệ. Ai giàu có ung dung thanh nhã, ta lo đời sắc đá bệnh gan, âu sầu nức giọng viên than, trách dân chẳng sợ mà hồng lan cứ gần. Như vậy Đức Thầy muốn nói rằng đó là cái việc giác ngộ tu tập để cầu đạo giải thoát, đây mới là cái vấn đề quan trọng. Còn cái việc đời vật chất thế gian có rồi không, còn rồi mất, đây là cái giả tạm ở thế gian mà thôi. Cho nên gọi là mỹ miều mặt ai là chỉ cho mình thấy rằng là cái cõi đời này, tất cả mọi sự hoạt hiện từ thế gian này, nó đều là vô thường, nó đều là giả tạm. Mặc kệ họ, họ có hơn thua, mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân hãy ráng miệt mài chữ tu, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chữ tu vương tròn. Chúng ta cứ một lòng tu tập, cứ một lòng giác ngộ, mặc cho người ta hơn thua, mặc cho người ta tranh đấu, phải không? Chứ đừng có nên mình thấy người ta, ví dụ như người ta giàu có, người ta sắm xe, cái mình nói tôi ước gì tôi được cái chiếc xe đó. Thấy người ta chạy xe bốn bánh mình cũng ham, mình cũng ước, thì cái này là gọi là mỹ miều đó, mình chạy theo đó đó. Còn mặc ai tức là mình không quan tâm tới, tức là tùy theo cái căn cơ trình độ, tùy theo cái sự tu tập giác ngộ của mọi người. Mỗi người nó mỗi cái trình độ tu tập cao thấp khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta không nên đó là so sánh, không nên hơn thua. Như vậy thì ở đây xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai, tức là chúng ta không có không có là để ý gì đến cái việc thế gian, việc đời, mà chỉ chú tâm vào cái con đường giác ngộ giải thoát mà thôi. Thì đó là mỹ miều mặt ai. Thì xin thưa quý đồng đạo, thì đạo pháp thì vô biên mà sức người thì có hạn. Thì cũng ban tổ chức cũng cho biết là đã hết giờ rồi. Thì thưa quý đồng đạo, thì qua bốn cái câu giảng này thì chúng tôi cũng phải nói là cũng tranh thủ để mà trình bày cho hết cái ý nghĩa, nhưng mà không làm sao thẩm thấu được. Bởi vì giáo lý của Đức Thầy gọi là chẳng khác nào như cái nước biển đại dương mà chúng ta đem tâm phàm, chẳng khác nào như cái gào hết nhỏ bé mà lường nước biển đại dương thì không thể nào lường cho cùng tận được. Chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, nói hoài không có hết. Thôi bây giờ mình để chuyến khác ăn câu hoài giọng như quý đồng đạo. Thì thôi giờ qua bốn cái câu giảng này thì để tóm ý lại đó, thì hai cái câu đầu tiên Đức Thầy dạy chúng ta đó là ước mong gắn nặng quá cừu, đồng tâm hiệp chí chữ tu giác chiều. Thì cái câu đầu Đức Thầy nói lên cái sự mong muốn của Đức Thầy trong cái quá trình truyền đạo để mà giáo hóa chúng sanh, ước làm sao đem đạo đến với mọi người, đem đạo lành ban rải nơi nơi mãn trời trong bá tánh thảnh thơi khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì đất nước chúng ta đang bị thực dân xâm lược, trong cái hoàn cảnh khó khăn đó, nhưng mà Ngài vẫn là với cái chí nguyện kiên cường, với lòng từ bi để mà độ chúng sanh, độ tặng chúng sanh, cho nên Ngài không bao giờ trùng bước. Chính vì thế là cái câu thứ nhất là nói lên cái bổn nguyện, cái công hạnh độ đời của Đức Thầy, đó là ước mong gắn nặng quá cù, là cái mong muốn cứ cao cái bổn nguyện công hạnh Đức Thầy. Và đồng thời bên cạnh đó cũng là Đức Thầy muốn làm sao cho tín đồ cũng noi theo cái công hạnh đó, để chúng ta làm sao để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc đời này, để chúng ta làm sao dùng dãy từ một con người phàm phu để chúng ta đạt thành được cái kết quả đó là thành tiên tất Phật, được giải thoát an lạc. Thì đó gọi là ước mong gắn nặng quá cù, đồng tâm hiệp chí chư tu giác dù, đây là nói lên cái tinh thần đoàn kết để mà chúng ta làm sao để tạo được cái sức mạnh để trong quá trình tu tập chúng ta được phát triển. Vừa về vấn đề đó là phát triển về cái đời sống xã hội, phát triển về cái đời sống tinh thần để chúng ta làm sao đạt được cái chỗ cứu cánh giải thoát viên mãn. Do đó thì đây là hai cái câu đầu, là hai cái câu là nhắc nhở khuyến tấn nung đúc tinh thần của tôi và quý vị mình. Hai cái câu sau đó là lòng hiền giữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Đây là hai cái câu Đức Thầy kêu gọi tín đồ phải làm sao thực hiện được để đạt được kết quả giải thoát, thì chúng ta phải làm sao tu tập được. Đây là cái nhiệm vụ của tín đồ. Hai câu sau là nhiệm vụ của tín đồ, là của tôi và toàn thể quý vị mình phải làm sao cố gắng lòng hiền giữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều mặt ai. Đây là muốn nói là cái kết quả khi mà nhà đạo tu tập mà đạt đến cái chỗ kết quả thì sao? Mỹ miều mặt ai là mình không đắm nhiễm, không chạy theo, không còn ham muốn nữa, dứt mọi cái ham muốn ở thế gian, dục lạc thế gian. Cho nên mỹ miều mặt ai là mặc kệ họ. Cho nên chính vì thế đây là cái chỗ đạt đạo giải thoát, cái chỗ cố cánh đó là tâm an lạc, tâm không còn ô nhiễm thế gian nữa, gọi là mỹ miều mặt ai. Thì thưa quý đồng đạo, thì mong rằng bốn cái câu giảng này thì tôi mong muốn làm sao tôi và quý vị mình cố gắng trì hành để chúng ta đạt được cái kết quả an lạc giải thoát. Cuối lời chúng tôi cũng chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hảo xã Phú Hội, chân thành cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cũng như toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em đồng đạo
xa gần đã trở về đây tham dự trong cái chương trình thuyết giảng trong cái buổi sáng hôm nay. Thì một lần nữa xin nguyện cầu ơn trên chư Phật mười phương quan đến đức thầy đồng chiếu trì gia hộ cho tất cả toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn lúc nào cũng an lạc, hạnh phúc và hăng hái bước dẫn trên con đường thanh cao của Phật pháp, để chúng ta tu tập đến một ngày chung cuộc đúng như cái chí nguyện của mình, đó là hàng ngày chúng ta nguyện ước đó là thoát nơi khổ hải liên đài được lên, hàng ngày chúng ta nguyện ước đó là trí huệ thông minh giai đắc quả. Thì làm sao để cuối cuộc đời này chúng ta được giai đắc đạo quả, cuối cuộc đời này chúng ta được là thoát nơi khổ hải liên đài được lên, để đúng như lời ước nguyện của thầy, đó là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên, kính chúc quý vị thành công trong cuộc đời này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi kính cảm ơn ông Phạm Trung Cang, giáo lý viên trực thuộc ban cổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương đến diễn đàn bình giảng 4 câu trong bài diễn làng Phú An. Nguyện cầu Đức Phật Đức Thầy gia hộ cho giáo lý có được sức khỏe dũng mãnh trên con đường thuyết giảng, luôn được giảng sự lành, gia đình giáo lý được hạnh phúc, con thảo cháu hiền, tâm trí giáo lý luôn được sáng suốt để được truyền đạt giáo lý siêu màu của Đức Phật Đức Thầy. Để giáo lý viên tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Xin kính cảm ơn ông ạ. Nam mô.